Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình xin phép làm cái video hướng dẫn cho tất cả anh em muốn đổi bằng lái xe từ Việt Nam sang bằng lái xe bên Nhật. Mình cũng đang ở bên Nhật thì cũng đang có nhu cầu đổi bằng lái xe. Thì hiện nay mình đã vừa làm thủ tục xong hết rồi, mới thi đỗ được thực hành còn lý thuyết thì vẫn thi đỗ được lý thuyết, còn thực hành thì vẫn chưa đỗ. Mình cũng xin làm một cái video để hướng dẫn cho tất cả anh em nào mà chưa biết thì được biết là cách đổi bằng như thế nào. Ở đây là một số giấy tờ. Thứ nhất là việc đầu tiên là anh em phải chuẩn bị, đó là cái bằng lái xe của mình ấy. Bằng lái xe của mình thì cần phải đây là ví dụ bằng lái xe của mình là phải bằng cứng đấy, hai mặt này thì anh em in màu hai mặt, in màu hai mặt ra. Cách chụp ảnh không ghép làm sao cho nó hai mặt trên một A4, sau đấy thì anh em in nó ra đấy, ví dụ như là như này của mình đây mình in, nhưng mà đây là hình hình đen trắng thôi, có cái hình màu để mình tìm đây. Đây đây nhá, anh em in in ra một cái hình màu như này. Thế xong đấy rồi thì là tiếp theo nhá, là cái thẻ, cái bằng lái xe này của mình này, bằng lái xe này cộng với cả cái giấy này đóng trong một cái phong bì đấy, kèm theo là 3,5 trên đấy. Thì ra chỗ bưu điện gần nhất là nơi bạn ở ấy, thì bạn lên trên Google Maps search cái trung tâm GIF ở cái khu vực của mình nhé. Khu vực ví dụ mình ở Hiroshima thì là mình sẽ gửi đến GIF của Hiroshima. Thế thì sau đấy thì mình sẽ ghi địa chỉ vào trong cái chỗ mà lúc ra bưu điện đấy, mình ghi địa chỉ vào, ghi đầy đủ địa chỉ vào đấy. Thế gửi kèm tất cả hai thứ này nhá, hai cái này kèm trong cái phong bì ấy, và 3,5 trên, xong là gửi đi đến trung tâm đấy. Thì sau khoảng một tuần thì người ta sẽ gửi trả lại cho mình theo cái địa chỉ mình ghi trong cái lúc hộp thư ấy. Thế đấy là cái việc đầu tiên nhá. Đầu tiên sau khi mình nhận xong rồi nhá thì người ta sẽ gửi lại cho mình cái tờ như thế này. Đây là bản dịch nhá, đây cho mọi người xem cái bản dịch đây. Đây là cái bản bản mà người ta dịch lại cho mình. Tí nữa mình sẽ chụp ảnh mình để trong cái link ở mô tả bên dưới cho mọi người nhá. Đấy thì cộng với cả một cái tờ này, trong cái tờ này là nó liệt kê danh sách ví dụ các cái hạng lái xe đấy. Thì mình ở đây là mình B2, bằng lái xe ô tô B2 thì mình người ta sẽ tích cho mình một cái dấu khoanh ở đây là B2 đấy. Có dịch từ tiếng Nhật đấy, mình nhận lại hai tờ giấy này là 3,5 trên đây. Thì trong đấy là phí là 3 sen, còn 500 yên là 500 yên chính là cái tem ấy để người ta gửi lại trả lại cho mình đấy. Sau khi xong cái này rồi nhá là mình có được cái bằng lái xe này, cái giấy tờ này này, giấy tờ dịch sang tiếng Nhật này đấy. Thế là ok nhá. Thế rồi thì tiếp theo sau khi mà chuẩn bị xong rồi thì bây giờ bạn sẽ phải chuẩn bị thêm những giấy gì, đó là giấy Juvin Hiểu là giấy chứng nhận cư trú đấy. Giấy chứng nhận cư trú nó giống như đây cho mọi người xem nhá, đây là giấy chứng nhận cư trú đây, đây giấy chứng nhận cư trú đây. Đấy thì mọi người xem cái giấy chứng nhận cư trú như thế này. Mình cũng sẽ chụp ảnh lại. Đại khái là có địa chỉ các đầy đủ thứ để chứng nhận mình đang ở địa chỉ như vậy. Thế đấy là xong rồi nhá. Xong cái giấy này rồi thì bạn cần chuẩn bị là những giấy tờ sau nhá. Thứ nhất là thẻ này, bằng lái xe này, bằng bản dịch này, giấy chứng nhận cư trú này, nhận cư trú nhá. Tiếp theo là hộ chiếu, hộ chiếu của bạn, hộ chiếu nhá, và thẻ ngoại kiều của bạn nữa đây, thẻ ngoại kiều. Thì xin phép mọi người là mình không để lộ địa chỉ nhá. Đấy thế là xong, thẻ ngoại kiều thì như vậy là đủ. Thế khi mà sau đấy thì chuẩn bị xong thì bạn đến trung tâm thi đổi bằng lái xe. Ví dụ như là mình ở
Khu vực mình ở thì mình đến Fukuyama, trung tâm Fukuyama. Mình đang ở Hiro, Hiroshima. Anh em nào ở Hiro thì gần chỗ mình thì có thể đến trung tâm của Fukuyama nhé. Thế đến đấy xong rồi thì mình đăng ký thì người ta sẽ việc đầu tiên ấy, thì người ta sẽ kiểm tra cái hồ sơ của mình, kiểm tra giấy tờ của mình. Thì sau khi mà kiểm tra xong thì người ta sẽ gọi mình vào, người ta phỏng vấn khoảng tầm 5-10 phút, người ta hỏi một vài cái thông tin, ví dụ như là nói đơn giản như là bạn điền họ tên, ngày tháng năm sinh, ví dụ trong cái tờ như này. À đấy, quên quên mất là còn có cả ảnh thẻ nhé. Ảnh thẻ thì bạn phải chụp ảnh thực tế như mình như này, mình xuống thẳng ở chỗ đấy mình chụp ảnh thẻ, chứ không phải là ảnh chụp mình chỉnh sửa đâu, cứ chụp ảnh thật đấy. Xong là đăng ký là bạn muốn chuyển sang MT hay là AT này. MT là số sàn, còn AT là số tự động này. Thì thông thường như mình học ở Việt Nam mình học số sàn đấy, nhưng mà sang đây thì cũng chỉ nên thi số tự động thôi, vì không cần thiết phải thi số sàn làm gì cả, vì xe bên này toàn là số tự động thôi. Thế mình đăng ký xong, nếu mà tất cả những cái hồ sơ của mình ok đấy thì nó có bắt mình điền thêm mấy cái bản này này, mấy cái bản phụ này là ví dụ đại khái như mình hiểu ở đây là bạn đã từng lái xe ở, đã từng kiểm tra lái xe ở Nhật hay chưa này, và bạn đã từng lái xe với trong tình trạng mà chưa có bằng lái xe ở Nhật chưa này đấy, hay là bạn đã bị cảnh sát bắt bao giờ chưa này, hay là bạn đã từng lái xe ở trong cái quá giới hạn cho phép chưa này. Đấy thì nói chung là đại khái là tất cả đấy là ý ấy hết, mình là nâu hết. Thế nó có cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật nhé các bạn nhìn này, nó có cả tiếng Anh tiếng Nhật này. Thế tất cả nó hỏi đây, thế bạn xem là nó như thế. Thế còn một cái tờ nữa thì lúc người ta cũng hỏi ví dụ là bạn có mắc bệnh tật gì hay không này, ngày xưa có mắc tiền sử bệnh gì hay không này. Thì mình cứ tích là ý ấy hết cho mình, các bạn tích ý ấy hết thì đại khái là như vậy thì là xong. Sau khi xong rồi thì bắt đầu người ta sẽ hay đấy sẽ hỏi, quên mất còn một cái bổ sung nữa là cái bằng cái hồ sơ gốc ấy, hồ sơ lái xe gốc của mình ấy. Hồ sơ lái xe gốc của mình thì cũng cần phải có ở đây nhé. Thì bạn cũng phải show ra cho người ta xem đấy, quên mất có mấy cái đấy nữa. Thế thôi, thế sau khi mà người ta mà kiểm tra xong rồi nhá, thì các bạn chỉ việc là chờ khoảng 5-10 phút gì đấy, người ta bảo hồ sơ bạn ok thì bắt đầu người ta sẽ đưa cho mình một cái giấy biên lai đây này, có cái mã code ở đây này, mã code này này, người ta sẽ nhập cái mã code này vào, xong bạn ra đóng tiền để thi. Thì đầu tiên là thi thì như mình nhé, kinh nghiệm của mình thi thì là vào thi vòng đầu tiên là vòng lý thuyết, thì người ta có 10 câu thôi, đơn giản lắm. Mình chọn ngẫu nhiên một cái đề, ví dụ nó có 10 đề chẳng hạn, thì người ta chọn ngẫu nhiên cho mình một đề. Hôm nay mình đi thi có một mình một ông giám thị vào cái, người gọi một cái phòng ngồi cặp sách cặp xích để bên cạnh ấy, nhưng không được cầm điện thoại không gì cả, ngồi ông ấy đứng trước mặt ông ấy soi, ông lấy điện thoại ông bấm bấm giờ 10 phút ra đấy, 10 câu 10 phút thì chỉ có tích đúng sai thôi. Bên trên là hình ảnh, bên dưới là tiếp theo là tiếng Nhật, và bên dưới là nữa là tiếng Anh. Đấy thì trong quá trình lúc phỏng vấn người ta có hỏi là bạn chọn tiếng Nhật hay tiếng Anh, thì mình chọn tiếng Anh thì nó sẽ có cả tiếng Anh tiếng Nhật, cái kiểu song ngữ. Như vậy thì các bạn sẽ rất là dễ thi đỗ, không khó đâu. Thi thì đúng hay sai cứ được 7 trên 10 câu là ok. Thế mình thi thì mình chả cần, mình không hỏi kết quả, nhưng mà hôm đấy thì thi phát là đỗ luôn. Thế còn thực hành, tiếp theo là thực hành thì người ta có phát cho mình một cái tờ A4, trong đấy có cái sa hình. Đây, tờ A4 có cái sa hình như này, bạn xem nhé, tờ A4 có cái sa hình như này. Đấy, cái sa hình này thì bạn phải nghiên cứu kỹ sa hình này thì bạn mới thi được. Cái sa hình này thì mình thi lần đầu tiên là tạch luôn, vì thực ra là chưa được nhìn bao giờ, mới đi lái xe bên Nhật ấy. Nó ngược với lái xe của Việt Nam, nên là cái việc mà mình lẫn đường rất là nhiều. Lần đầu tiên là mình bị stop, là chính là đáng ra là đi sang bên trái, mình khi mình đi ra khỏi cái hình zigzag ấy, mình lại rẽ bên phải luôn. Thế là ông giám thị ông bảo stop lại, và thế giờ đi như nào, mình chợt nhận ra là mình nhầm đường. Rất là buồn cười. Đấy là lần hai thì nói chung là để thi được lần hai thì bạn phải hẹn trước, sau khi kết thúc lần một nhá, giám thị của mày không đỗ
Giờ mày phải thi lại thì cũng người ta cũng có nói là bạn mày phải đi luyện tập, nhưng mà mình thực sự là lần hai mình đi thi thì mình chưa luyện tập đấy, mình không có thời gian để đi luyện tập vì đi làm hết mà xin nghỉ cũng khó, thế là thành ra là đi 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 thi mà chưa chưa luyện tập, thế là lần hai cũng trượt. Thế thì cái này cho nên là rút ra một kinh nghiệm cho các bạn là khi mà các bạn muốn thi được thực hành thì các bạn phải nên đi luyện 1-2 tiếng ở một cái trường đào tạo lái xe ấy. Bạn tìm ở xung quanh cái khu vực thi ấy, hoặc là xung quanh khu vực bạn ở là chắc chắn sẽ có, và phải đăng ký thật sớm để hẹn lịch với người ta. Ở bên Nhật này thì đặc biệt là có một cái người ta rất đúng giờ. Mình đã một lần mình hẹn người ta buổi chiều, nhưng mà lúc đầu người ta nói buổi sáng, mình không lúc ấy mình nghe không rõ nên mình cứ tưởng là buổi chiều, thế là mình đi buổi chiều. Mình đến thi thì người ta bảo mày hẹn buổi sáng sao giờ mày mới đến. Thế mình xin người ta cho thi nhưng người ta cũng không đồng ý. Cho nên là một kinh nghiệm cho các bạn là các bạn hẹn là phải đúng giờ. Bên Nhật này như thế. Hôm đấy mình nhớ mình nói lại với người ta rồi nhưng mà người ta có vẻ người ta không hiểu. Tiếng Nhật của mình không được tốt lắm nên là nó sinh ra như vậy. Đấy, cho nên là các bạn nên chuẩn bị cho nó tốt, luyện tập cho nó tốt. Đi cứ đi luyện được khoảng tầm 1-2 lần, mỗi lần 1-2 tiếng. Như mình tuần này mình đi thi thì 28 tháng 2 này là mình thi lần 3 đây. Mình chưa có thời gian luyện tập nhưng mà lần này cố gắng hôm đấy cố gắng thi cho nó đỗ. Nếu không đỗ thì ngày hôm sau mình đi luyện. Mình đăng ký với cả hẹn với một trung tâm đào tạo lái xe thì không được thì mình sẽ đi luyện. Phí luyện khá là cao nhá. Như chỗ mình là một man 6 sen 200 yên đấy. Rất là cao. Còn thi ở chỗ mình thì mỗi một lần thi là khoảng có 2 sen rưỡi. 2 sen 2 sen 550 yên thôi. Rất là cũng không cao lắm, thi có 10 lần chỉ mất 2 man này. Mới mất công đi lại mỗi lần mất sen nữa. Thì cứ mỗi lần đi thi mình hết khoảng tầm gần 4 sen. Cả ăn uống nước lôi các thứ dọc đường. Thì mình cứ mỗi lần đi thi mất gần 4 sen, thì mình đi xuống đấy là khoảng 3 4 lần rồi. Lần đầu tiên xuống mình thiếu cái giấy thấy cư trú đấy, thế là phải mất công đi về, người ta không 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 đủ không được, thế lại mất công đi về lần hai mới đủ đủ thi đỗ, đỗ xong thì thi thực hành thì trượt. Lần ba thì đấy mình hẹn nhầm lịch thế là lại đi về. Lần bốn mới thi được coi như là thi thực hành lần hai. Thế còn lần năm đây, lần năm này mình đi đây là lần này là thi tiếp thực hành đây, cũng lại mất 2,5 sen. Không được thì ta lại đi học luyện tay lái mất 2 tiếng, lần này quyết tâm để luyện bằng được đấy. Nên là mình muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm cho tất cả các bạn mà muốn đổi bằng lái xe bên Nhật. Thế ai mà có câu hỏi gì thì cứ đặt comment xuống bên dưới thì mình sẽ trả lời đấy. Thì rất là mong tất cả anh em xem video này thì có được thông tin bổ ích là thi đỗ nha. Chúc tất cả mọi người thi đỗ. Thi thực sự là một vài cái mình đã trải qua thì nói chung là thi bên Nhật này thì mình cũng có hỏi người Nhật ấy. Thì mấy ông người Nhật cũng có tâm sự bảo cái chỗ của mình thi nó rất là khó, toàn là ông cảnh sát về hưu thôi. Thì mình có hỏi tại sao lại họ khó mà trượt nhiều thế, có người thi 10 lần mới đỗ, người thi mấy chục lần ấy. Thế thì có thể là họ không luyện họ nhiều hoặc là họ cũng thế nào đấy, nhưng mà một phần trong đấy lý do là những ông cảnh sát ấy họ khó tính, bởi vì là trung tâm đấy nếu như mình thi một lần một đỗ luôn đấy thì thực sự người ta không có kinh phí để hoạt động đâu, thế nên là người ta cũng phải cho mình đỗ mình trượt vài lần, mình đóng tiền vào đấy cho người ta thì có tiền. Thực ra ở Nhật thì người ta không ăn nút nót nhưng mà người ta cũng kiểu ăn như thế thì mới có kinh phí hoạt động, chứ cần mình mới cứ thi đâu phát đỗ luôn ấy thì móm. Thế nên là đấy là một vài kinh nghiệm mà muốn chia sẻ cho anh em. Thì anh em nào mà có quan tâm ấy thì cứ xem video của mình, có hỏi gì thì mình gửi giấy tờ cho, mình chia sẻ kinh nghiệm cho. Còn đấy đấy một vài cái đấy, còn anh em nào mà muốn hỏi thêm thông tin thì comment bên dưới cho mình nhé. Rồi, video mình kết thúc đây nhá. Ok, bye bye anh em.